Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của hệ thống thế giới điện máy MediaMart. Vào mùa hè nắng nóng khó chịu, chắc hẳn là nhiều người sẽ tìm cách làm sao để giải nhiệt, nhất là trong phòng ngủ cũng như phòng khách. Ứng dụng những công nghệ hiện đại tiên tiến, những nhà sản xuất đã cho ra đời dòng sản phẩm đó chính là quạt điều hòa không khí cùng với nhiều tiện ích khác nhau. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu những tiện ích đó của dòng sản phẩm này quý vị nhé. Quý vị và các bạn thân mến, như quý vị có thể thấy là hầu hết các quạt điều hòa đều có bảng điều khiển hiển thị màn hình LED với nhiều những công dụng khác nhau. Ở đây quý vị có thể thao tác một cách rất dễ dàng bằng cách là nhấn nút thôi. Ở đây có rất là nhiều nút với những tính năng khác nhau. Quý vị có thể thấy là Power là nút nguồn bật tắt, Swing là để thay đổi hướng gió. Chúng ta có hai chế độ thay đổi hướng gió, đó chính là thay đổi từ trái sang phải hay là từ trên xuống dưới. Sleep là chế độ gió thoáng và Time là chế độ hẹn giờ. Speed là cấp độ gió. Chúng ta có 3 cấp độ, đó chính là thấp, vừa và cao. Ngoài ra chúng ta còn có những chế độ khác như là Cool là chế độ làm gió mát, hay là Ion là chế độ tiệt trùng nước ở trong bình, làm cho không khí thoát ra được tinh khiết hơn, giúp cho sức khỏe của chúng ta tốt hơn. Quý vị có thể thấy là chiếc quạt điều hòa của chúng tôi trông có vẻ là cồng kềnh so với những chiếc quạt điện thông thường, nhưng ở phía dưới này đây có những chiếc bánh xe khá là chắc chắn để quý vị có thể di chuyển khắp không gian của gia đình mình mà không lo bị chảy xước sàn. Với chiếc quạt điều hòa này, quý vị có thể thấy là đều được trang bị một tấm lọc bụi bẩn và một tấm làm mát. Tấm lọc bụi bẩn và tấm làm mát này sẽ giúp cho bụi bẩn được giữ lại và không khí thoát ra được tinh khiết hơn. Với cơ chế không khí từ bên ngoài vào hay khí nóng từ bên ngoài vào sẽ qua tấm lọc bụi bẩn và tiếp theo sẽ đến tấm làm mát, bụi bẩn sẽ được giữ lại một lần nữa, giúp cho không khí được thoát ra tinh khiết trong lành, tốt cho sức khỏe hơn. Tùy vào từng model của các nhà sản xuất khác nhau mà tấm lọc bụi được làm từ kim loại hay là nhựa, có phủ than hoạt tính hay không. Tấm lọc bụi được tháo ra để cọ rửa một cách dễ dàng, tái sử dụng mà không cần phải thay thế cái mới. Quạt điều hòa là mẫu quạt hoạt động dựa vào hơi nước, làm mát không khí nhờ sự bay hơi nước, vì vậy việc làm mát diễn ra nhanh và giảm nhiệt độ rất tốt. Thông thường quạt điều hòa giảm được đến 15 độ C, tạo cảm giác dễ chịu cho người sử dụng ngay sau khi làm việc mệt mỏi dưới cái nắng oi bức khó chịu. Nhờ vào chế độ đảo gió mà quạt có thể làm mát không gian lớn hơn. Quý vị có thể thấy là như Mạnh Dũng ấn công tắc bật thì chiếc quạt của chúng ta đang được bật lên và công năng này là do hoạt động của tấm quạt gió. Tiếp theo Mạnh Dũng sẽ lựa chọn chế độ Swing. Với chế độ Swing này thì chúng ta có thể thay đổi tấm quạt gió từ trái sang phải hay từ trên xuống dưới để không gian làm mát của chúng ta có thể được nhiều hơn nữa. Ngoài ra chiếc quạt điều hòa không khí của chúng tôi còn trang bị thêm một chiếc remote để giúp cho quý vị có thể điều chỉnh quạt từ xa mà không cần phải đến gần chiếc quạt này. Như Mạnh Dũng thao tác thì quý vị có thể nhìn thấy ạ. Như vậy là chiếc quạt của chúng ta đã khởi động rồi đúng không quý vị? Không chỉ dừng lại ở việc làm mát mà quạt điều hòa còn thanh lọc bụi bẩn, làm cho bầu không khí trở nên trong sạch hơn. Đặc biệt, quạt điều hòa không làm ẩm không khí như quạt phun sương, không gây hại tới các thiết bị điện tử có trong căn phòng. Người dùng sẽ yên tâm sử dụng sản phẩm hơn. Con người tiếp xúc với nó cũng sẽ không bị mắc các căn bệnh như là đau đầu, khô da và viêm phế quản. Chức năng tạo ion của quạt còn có khả năng làm sạch không khí do các hạt bụi trong không khí mang điện tích dương khi gặp những ion âm sẽ bị hút và rơi xuống tạo cho không khí trong lành hơn. Bên hông của mỗi chiếc máy đều có khay chứa nước. Khi khay cạn nước thì máy bơm sẽ tự động ngắt, hạn chế khả năng cháy máy bơm, giúp an toàn cho người tiêu dùng và giữ được tuổi thọ cho máy. Khi máy bơm nước ngắt, quạt vẫn sẽ thổi gió như quạt điện thông thường, đồng thời sẽ có âm thanh báo cạn nước để người dùng thêm nước vào cho máy hoạt động. Quý vị và các bạn thân mến, một số quạt điều hòa thì phía sau sẽ có khe cắm USB giúp cho quý vị có thể sạc điện thoại thông minh hay là tablet. Với những gì Mạnh Dũng vừa mới chia sẻ, hy vọng rằng quý vị và các bạn đã hiểu rõ hơn về công dụng của chiếc quạt điều hòa không khí để sử dụng nó một cách hiệu quả nhất. Hãy đến với siêu thị điện máy MediaMart nếu như quý vị cần tư vấn mua sản phẩm hay là có nhu cầu mua một sản phẩm nào đó. Hãy truy cập vào trang web mediamart.vn hoặc hotline 1900 6788 của chúng tôi quý vị nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.